cùng trao nhau lời chúc yêu thương. Tết ơi Tết à, Tết là phải đi về nhà. Rồi mình sẽ bắt tay vào sơ chế nha. Thì mình rửa nước muối rồi, xong rồi mình trừng sơ qua nước sôi nữa. Mình trừng sơ qua nước sôi nữa cho thịt của mình nó sạch, nó thật là sạch rồi nó ngon á. Bây giờ mình bắt đầu trừng nước sôi nha. Nay mình nấu món thịt kho tàu nha. Tết đến rồi thì món này là món trong miền Nam không thể nào thiếu được. Chọn những cái sớ thịt mà rọi ngon như vậy nè thì mình nấu lên nó rất là ngon nha. Rồi bắt đầu mình sơ chế. Mình rửa nước muối rồi sạch sẽ rồi, bây giờ mình đổ nước sôi vào mình trừng sơ ngang nha các bạn. Mình trừng sơ cho nó thịt nó được sạch hơn á. Cho thịt của mình nó sạch sẽ. Các bạn thấy chưa? Món thịt kho hột vịt không thể nào thiếu trong những ngày Tết đến. Đây là khâu chuẩn bị ướp nha. Đây là em giả tỏi với lại hành ha, bỏ vô cối. Em giả miễn để chuẩn bị ướp thịt cho món thịt của mình nó được thơm ngon hơn. Bây giờ bắt đầu em ướp với lại thịt nha mọi người. Rồi em cho một muỗng muối. Cái này thì em bỏ vô hết luôn nha mọi người, cho nó thơm. Tí nữa em cho một ít nước mắm. Rồi bây giờ em ướp nha, em ướp nửa tiếng sau em nấu nha. Em nấu hoàn thành rồi thì em sẽ cho mọi người xem nha. Rồi mình đã ướp nãy giờ cũng được 40 phút rồi đó. Bây giờ tới khâu mình sẽ nấu nha. Mình sẽ bắt dầu lên. Cho dầu nóng lên. Mình làm
chơi cho thịt nó săn lại. Em để lửa vừa, em rim cho thịt nó cứng lại. Khi mình kho nó không có bị nát. Mình rỡ thịt cho nó săn nha. Nó săn thấm. Thấm vào thì nó sẽ được ngon. Sơ rồi, giờ bắt đầu là em chế nước dừa nha mọi người. Một lít nước dừa luôn á. Vô nó. Một lít nước dừa. Em để không có đậy nắp nha. Nấu gì khoảng nửa tiếng. Để lửa hơi lớn tí xíu, khi nào nó sôi rồi mình để lửa vừa vừa là vừa. Cái này mình nấu càng lâu thì nó càng ngon.
cũng đã sôi rồi, mình vớt bọt nha, mình vớt bọt cho nước nó trong nha. Rồi thả hột vịt vô thôi. Bỏ hột vịt vô xong rồi mình lại kho thêm một tiếng nữa. Rồi, thế là mình sẽ chờ thêm một tiếng nữa coi thành quả của cái nồi mình nấu như thế nào nha. Thế là đã xong một nồi thịt kho của ngày Tết.